Dạ, kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú chị và các bạn, những khán giả yêu cây kiểng bonsai trên khắp mọi miền đất nước. Thì hôm nay con cũng mời quý cô chú anh chị đến với một cái nhà vườn rất là quen thuộc ha. Đây là vườn của anh Văn Chí tại xã Vĩnh Thới của huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp của chú. Hôm nay thì anh về những cái mặt hàng rất là độc đáo luôn, già quái ha, độc lạ luôn, để giao lưu cùng quý cô chú. Rồi rất mong quý chú xem yêu mến, ủng hộ nhà vườn cũng như là đăng ký kênh, ủng hộ kênh để mình tiếp tục giao lưu, theo dõi những clip mới nhất trên kênh theo chú. Hôm nay thì con thấy có nhiều cây hình thù quá dị lắm, có cả dòng ăn trái nữa, và đặc biệt là không thể thiếu bông giấy ha. Thì để chi tiết hơn, mời quý chú gặp anh Chí, anh sẽ giới thiệu cụ thể cho mình giao lưu là những cái mặt hàng gì ha quý chú. Dạ em chào anh Chí ha. Dạ chào anh Khánh ạ. Dạ muốn chào quý cô chú anh chị ạ. Em rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã thương tình ủng hộ em trong những clip vừa qua ha. Hôm nay em có về Nguyệt Quế Nu nghe cô chú anh chị, với Bình Bát Quái ha. Dạ. Với Nổ Đồng Tiền, Lâm Dồ, Si Búp Hồng, Xanh Nam Điền. Rồi. Và một cặp ổi thành phẩm nghe cô chú anh chị. Cây đang mang trái luôn ha. Em ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0852229009, cũng là số Zalo của em ạ. Em không lời mất thời gian của cô chú anh chị, em vào cây số 1 ha. Dạ. Cây Hoa Giới Mỹ Nguyên Thủy nha cô chú anh chị. Rồi, giới thiệu mặt hàng quen thuộc trước anh ha. Dạ, sẽ đó là Hoa Giới Mỹ Nguyên Thủy. Tới số cây độc lạ cho mình tham khảo nha quý cô chú. Rồi, Hoa Giới Mỹ. Giá thì cũng như mọi khi anh hả? Giá thì mềm mại và dễ chơi. Nó chiều cao nha cô chú anh chị. Chiều cao nó được là 27 ha. Cây này thì nó sống to khỏe kìa cô chú anh chị, năm tược rồi ha. Hoành là nó 22 nha cô chú anh chị. Củ rất là đẹp của cô chú ha. Dạ, cây rất quái. Rồi cây số 1 em xin giao lưu với cô chú anh chị giá 300 nha cô chú anh chị. Rồi, 300. Rồi, chế là cây số 2 nha cô chú anh chị. Số 2. Hai cũng là một cây Hoa Giới Mỹ luôn ha. Cây này quái ha, nó nằm với viên thú nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Tổng chiều cao nó được 25 nha cô chú anh chị. Cái mình của nó được là 28 ha. Hàng lớn hàng nhỏ hôm nay cũng quái đẹp nha cô chú ha. Hoành thân vị trí này là nó 24 nha quý vị. Rồi, cây số 2 này em xin giao lưu giá 200 nha cô chú anh chị. Hai xị thôi anh ha. Dạ. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Cái là cây số 3 nha cô chú anh chị. Số 3. Số 3. Và cây này độc quái ha. Dạ. Hoa giấy của chú yên tâm ha, lên rất là mạnh, dòng này rất là dễ sống nha quý chú. Được đâm nhiều nha quý vị. Cao nó được là 29 ha. Dạ. Hoành ngay vị trí này là nó 25 ha. Cái cũ ở đây là nó được 40 nha cô chú anh chị. Rồi, cây số 3 này em xin giao lưu giá là 400 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi, xin phép xuống cây. Thế là cây số 4 nha cô chú anh chị. Số 4. Số 4. Đây. Tược phun rất là mạnh anh ha. Dạ, phun mạnh. Cái này là đâm ra là nó muốn thành phẩm, nó tạng đều, chi cảnh đều. Cao 42 nha cô chú anh chị. Hoành thân vị trí này là nó 23 ha. Nó hạo cái cũ cho quý vị mình tham khảo nha. Cái cũ này nó được 50 nha quý vị. Rồi. Cây số 4 này em xin giao lưu giá là 300 nha cô chú anh chị. Dạ, 300 anh ha. Dạ, xin phép xuống cây ạ. Cái là cây số 5 nha cô chú anh chị. Số 5. Số 5. Độc quá nha quý vị. Dạ. Rồi, chiều cao của nó là nó được là 38 nha quý vị. Hoành thân vị trí nên 17 nha. Rồi cây số 5 em xin giao lưu giá là 250 nha cô chú anh chị. Dạ. 250. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Rồi, đợi giúp em luôn. Đây là cây số 6 nha cô chú anh chị. Số 6. Cao là 42 nha cô chú anh chị. Hoành thân vị trí là được 30 ha. Rồi, cây số 6 em xin giao lưu giá 300 nha cô chú anh chị. Dạ, 300. Rồi, xin phép xuống cây ạ. Rồi kế là cây số 7 nha cô chú anh chị. Số 7. Cũ này nó cũng độc quá trời heo chứ. Này có thể cắt lùng lại cũng được. Cao là 45 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này là nó 20 ha. Dạ. Rồi cây số 7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 200 nha cô chú anh chị. Dạ rồi, 200 lên ha. 200. Dạ. Rồi xin phép xuống cây. Dạ. Kế là cây số 8 nha quý vị. Số 8. Chiều cao nó là được 50 nha quý vị. Hoành thân vị trí này nó được là 27 ha. Dạ rồi. Rồi, cây số 8 này em xin giao lưu giá 300 nha cô chú anh chị.
Rồi cái cây số 9 nghe của chú anh chị. Dạ. Mình lấy nhiều thì gọi anh Chí nha cô chú, anh cũng có cung cấp số lượng ha. Dạ. Đây, đây. Nó như vậy nè cô chú, cứ để vậy mà nó lên vậy thôi. Nó dễ sống lắm nghe cô chú anh chị. Cao là nó là 37 ha. Dạ. Cao 37. Hoành thân ở vị trí này nó 26 nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây số 9 em xin giao lưu giá là 250 nghe cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây. Kế là cây số 10 nghe cô chú anh chị. Giới thiệu thì tượng trưng thôi chú. Dạ. Cây thì còn nhiều lắm, cũ thì mỗi cái nó quái khác nhau. Cao của nó là được là 45 nha cô chú anh chị. Hoành thân vị trí này là nó 23 ha. Rồi cây số 10 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200 nha cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây. Rồi kế là cây số 11 nha cô chú anh chị. Số 11. Rồi. 11. Cây này nó quái quái ha. Dạ. Đây. Nằm. Đó, nằm này là dài ra được 25 nha cô chú anh chị. Hoành như đây là 17 nghe cái gì. Rồi, cây mã số 11 xin giao lưu giá 200 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi xin phép xuống cây. Cái là cây có mã số là 12 nha cô chú anh chị. Mấy cũ này để bàn rất là đẹp nha cô chú. Dạ, mã số 12. Quái ha. Đây nó được là 28 nha cô chú. Dạ. Cao 28, hoành thân ngay vị trí này là 25 nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 12 em xin giao lưu giá là 250 nha cô chú anh chị. 250 anh ha. Rồi, xin phép xuống cây. Cái là cây có mã số là 13 nha cô chú anh chị. Cây này nhỏ nhưng mà độc đáo lắm cô chú. Dạ, tượng nó đang phúc. Số 13. Dài của nó được là 30 nha cô chú. Hoành thân ngay vị trí này ha là nó được là 16 nha cô chú anh chị. Rồi được. Mã số 13 em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200 nha cô chú anh chị. Cho em vòng chưa thấy hết vòng anh. Em quên nghe, xin lỗi anh, nha, cô chú anh chị. Hôm nay cây bự nhiều cho nên cây nhỏ mình giới thiệu cũng hơi nhanh cô chú. Dạ. Giới thiệu cây to cho cô chú tham khảo. Rồi, rồi xin phép xuống cây cô chú anh chị. Đổi giúp em luôn. Rồi cây là cây có mã số là 14 nha cô chú anh chị. Dạ. 14. 14. 14. Cao của nó là nó được là 38 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này là nó 17 ha. Dạ. Rồi cây mã số 14 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 200 ha. 200. Rồi xin phép xuống cây. Rất là dễ chơi cô chú à. Rồi cây là cây có mã số là 15 nha cô chú anh chị. 15. Tới nhà cho mình luôn. Rồi. Cao ngay đây là nó được là 30 nha quý vị. Hoành thân ngay vị trí này là nó 24 ha. Rồi cây mã số 15 em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 200 luôn nha cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây. Yeah. Rồi. Rồi kế là cây có mã số là 16 nha cô chú anh chị. 16. Chiều cao của nó là nó được là 28 nha quý vị. Hoành thân ngay vị trí này là nó 24 ha. Rồi cây mã số 16 này em xin giao lưu giá là 200 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi xin phép xuống cây ạ. Thế là cây có mã số là 17 nha cô chú anh chị. 17. Cao của nó là nó được là 36 nha cô chú. Hoành thân ngay vị trí này được 18 ha. Rồi cây mã số 17 em xin giao lưu giá 200 nha cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây ạ. Thế là cây có mã số là 18 nha cô chú anh chị. 18. 18. Dán đọc anh ha. Dạ đọc nằm giống như cái con gì. Dạ. Cái này chơi cây đổ cũng được đó anh ha. Dạ. Đổ luôn. Nằm mình dài nó được là 32 nghe cô chú anh chị. Quỳnh thân em đo ngay vị trí này là nó được 24 ha. Rồi hạ quỳnh cũ quý tham khảo nha. Đây được là 32 nha. Cái này treo cũ chơi đổ được hay lắm cô chú. Cây 18 giá 250 nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi xin phép xuống cây. Rồi kế là cây có mã số là 19 nghe cô chú anh chị. 19. 19. 19. Rồi, đấy, chiều cao nó. Cao được là 35 nha cô chú anh chị. Hoành thân ngay vị trí này ha, 20 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 19 em xin giao lưu giá 250 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, xin phép xuống cây. Cái là cây có mã số là 20 nha cô chú anh chị. 20. Lôn giấy này của em bữa nay có 20 cây nghe cô chú anh chị. Cao nó là 40 ha. Hoành thân cái vị trí này nó 24 ha. Rồi cây mã số 20 em xin giao lưu giá là 200 nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Rồi xin phép xuống cây luôn. Tới cái gì đây anh ơi? Rồi cái là cây có mã số 21 là cây nguyệt quế nghe cô chú anh chị. Nguyệt quế nhỏ ha. Dạ. Có 21. Cả là cây lớn nữa nha quý cô chú. 21. Cây này bonsai ha. Rồi xin phép rồi. Cao của nó là nó được là 20 nha quý vị.
Dạ. Cái cành phóng của nó ra đây là nó được là 40 ha. Hoành thân ở vị trí này nghe cô chú anh chị. Đây là nó được là 23 kể 22 ha. 22 là cây mã số 21 này là vượt quế. Em xin giao lưu giá là 1 triệu 2 nghe cô chú anh chị. 1 triệu 2. Dạ. Có cành phóng bài bài đó anh ha. Dạ. Cây cũng đang ra tượng mạnh ha cô chú. Rồi, xin phép xuống cây nghe cô chú anh chị. Dạ. Cây mã số là 21. 21. Cái là cây mã số 22 nghe cô chú anh chị. 22. Cây 22. Này mới đẹp luôn ha cô chú. Là cây cũng cây nguyệt quế lá sáng bông chùm luôn nghe cô chú anh chị. Dạ. Cành phóng anh ha. Cây này dạ, đặc biệt là có bộ đế đẹp của chú ơi. Bộ đế nó cây này già cây dữ lắm nghe cô chú anh chị. Cái này em chia sẻ là nó có cái thẻ ngay đây nghe cô chú anh chị. Dạ. Thẻ em xử lý rồi ha. Đế đây. Đế đều hết trơn anh ha. Dạ. Đều mà dung lên. Cái cành phóng ra đây là nó được là 37 nghe cô chú anh chị. Chiều cao của nó là nó được tới mặt bầu được là 42 ha. Hoành thân cái vị trí này nghe cô chú anh chị là nó 38 nha. Dạ. Rồi 38. Rồi cây mã số 22. Cây mình quế lá trắng bông chùm này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1 triệu 6 nghe cô chú anh chị. 1 triệu 6 anh ha. Dạ, 1 để triệu 6. Nổi vậy đó thì điều cho nghe cô chú anh chị. Rồi xin phép xuống cây nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi tới một số cây to độc đáo ha cây, cây lâm vồ nghe cô chú anh chị. Lâm vồ. Lâm vồ đây. Cái lâm vồ mã số là 23 nghe cô chú anh chị. 23. Cây lâm vồ đầy trắng mình anh ha. Dạ, cây này có cái giọng lắc rất khéo nghe cô chú anh chị. Dáng trực lắc anh ha. Dạ, trực lắc rất khéo cây này. Cây to ha cô chú, dách chữ A. Dạ, cây này mình chơi bonsai là hết sảy ha. Dịch cái mặt đây nó có mặt cắt nhưng mà em test thử nghe quý vị. Chỗ này thì nó sành rồi ha. Dạ. Rồi em xin phép đo chiều cao. Chiều cao nó xuống tới mặt bầu là nó được là 75 nghe cô chú anh chị. Đây là nó 75. Còn cái hoành thân em đo nghe cái vị trí này ha. Đây. Nghe đây là nó được là 68 nghe quý vị. Dạ, 68. Còn cái độ mà sổ đế nữa ha. Xuống đây là nó được là 25 nghe quý vị. Đó bờ đế luôn đi anh. Đó cái củ đế cho quý vị tham khảo nha. Rồi. Củ đế ngay đây là nó được là 1m02 nghe cô chú chị, nghe cũng nở ha. 1m02. Rồi nó vót cái ngọn còn nhiêu luôn anh chị ơi. Rồi. Đo luôn đi. Đó cái ngọn cho quý vị tham khảo. Ngay đây là nó được là đây, 24 nghe quý vị. 24 ha chú. 24. Đó. Ngọn 24. Cái này đó anh ta chặt đầu ngang nhưng mà ta nuôi bây giờ nó sành đá ngay chỗ này nghe quý vị. Dạ. Đó. Cây lắc, giọng lắc ha, trực lắc. Dịch chữ A. Đấy, khéo nha, một cây phôi anh ha. Dạ, phôi. Rồi giá là sao luôn đây anh chị. Rồi cây lâm vồ. Cái mã số 23 này là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 4 triệu ạ. 4 triệu. Dạ. Ship toàn quốc anh ha. Dạ ship toàn quốc ạ. Dạ. Cái này chơi trực lắc ít chi thôi quý chú ơi. Rồi xin phép xuống cây. Dạ. Rồi hôm nay có nhiều cây độc quái luôn. Bình bát luôn. Cây nổ đồng tiền ha quý chú. Cây nổ cổ rất là to. Cái này là cây si nghe cô chú anh chị. Si búp hồng anh hả? Dạ đúng rồi, si búp hồng. Cái này có mã số là 24 nghe cô chú anh chị. 24, một 24. Cây si búp hồng rất là quái cô chú ha. Cái này thì em cũng chia sẻ nghe là cái này là cái rễ nghe cô chú anh chị, chứ không phải cái thân ha. Rồi. Quý cô chú anh chị nào chốt là phải về mình ghép vô nghe. Ghép đọt đỏ hoặc là đọt hồng mới được nghe, chứ nó kéo mũ chứ nó không có đồng tược nghe cô chú. À. Nhưng mà mình ghép thì nó mau hơn mấy cây kia lắm nha, nó mau dính lắm. Chuyện cây cần... rễ anh hả? Đúng rồi, cây rễ. Cái rễ của một cây lớn. Đúng rồi, cây rễ của cây lớn. Dạ. Rồi, xin phép đo thông số. Rất là quái của chú ha. Cái chiều cao nghe của chú anh chị. Chiều cao xuống tới đây là nó được là 72 ha. Đó. Đo cái cụm lớn nhất để quý vị tham khảo nha. Đây là nó được là 1m27 ha. Dạ. Cái đọt trên đây. Đọt đây là nó được là 34 nghe quý vị. Rồi, tượng cái đó là cái nó lành lặn nguyên si anh hả? Không đúng có rồi. Một lũa gì chưa không ha? Có một lũa gì nghe quý vị. Không có thẹo luôn. Chỉ có thẹo mà cắt lại rồi nghe quý vị. Dạ. Rồi cây si búp hồng. Si búp hồng mã số 24 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 3 triệu nghe cô chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn ha. 3 triệu anh ha. Dạ. Rồi xin phép xuống cây nghe cô chú anh chị. Dạ.
Rồi tới hàng gì đây anh ơi? Rồi kế là cây mã số 25 là cây bình bát nghe cô chú anh chị. Lên nổi không anh? Nổi anh. Hai em mạnh lắm. Rồi. Cây rất là to cô chú. Rất to nghe cô chú anh chị. Rồi cây này là có mã số là 25 nghe cô chú anh chị. Bình bát, mãng cầu vàng anh ha. Đúng rồi. Bình bát. Mãng cầu rừng, mãng cầu vàng cũng là nó đó cô chú ơi. Dạ. Có nhiều tên gọi. Cái này để lên cái đôn nó hơi nghiêng nghe cô chú anh chị. Dạ. Để lên cái chân nó hơi nghiêng. Dạ. Nhưng mà nó không, cũng không ảnh hưởng mấy đâu anh chị. Dạ. Đó. Nó rồi. Rất là quái, có nhiều cái đặc điểm độc đáo không chú rất ha. Rất là quái nghe cô chú anh chị. Cây này thì nào nó nghe là em bước bữa nay mấy bữa là bữa nay nó kéo nhựa rồi nghe quý vị. Kéo nhựa nghe mà cắt rồi nghe. Dạ. Chuẩn bị đâm tược rồi, nó mau đâm tược. Cái dách bệ nè anh ha. Dạ, dách bệ rất khéo nè cô chú chị. Cái cây này hình như là nó ép với cây khác phải không anh? Cây rễ của cây khác nó vô đây nó bỏ rễ ra nè. Còn rễ nó nguyên cái dách. Dạ. Dách chà bè luôn cô chú. Dách này rất ở đẹp. Ở trên này thì nó có cái này là cái gì anh? Giống cái bú vậy ha. Cục bú đó, cục bú của nó. Cục bú của nó mà nó xệ vậy nè cô chú ơi. Nó nhờ cái này nó mới ra cái cây bát quái này quý vị. Bát quái anh ha. Dạ đúng rồi, cái tên nó tên bát quái á. Dạ. Bát quái là mình trừ tà được nghe quý vị. Rồi xin phép đo xuống tới chiều cao nữa ha. Đây là được là 80 nghe cô chú anh chị. Dạ. Cao 80. Hoành thì em đo hai vị trí cho quý vị mình tham khảo nha. Ngay đây ha. Là nó được là 68. Dạ. Rồi xuống cái chỗ nở nghe quý vị. Chỗ nở nó là nó được là 99 nha. Rồi nở hết bộ đế của nó nghe quý vị. Hết bộ đế nó là nó 1m3 đó. Rồi, chưa hết nữa anh này ha. Dạ, chưa hết nữa. Đo cái ngọn cho quý vị tham khảo nha. Nguyên cái dách bệ ha, đặc dạ. Biệt có cục bú. Cái ngọn của nó ngay đây là được 25 nha quý vị. Dạ. 25, cành số 1 nha quý vị. Cành số 1 của nó ngay đây là nó được là 25 luôn nha quý vị. Rồi cây mã số 25, cây bình bát quái này ha. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 7 triệu ha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn nha. 7 triệu anh ha. Dạ. Giờ dừng đây cho em coi cái đoạn này. Rồi. Cái bú nó xệ ra mà nó có những cái đường cong vậy đó anh ha. Đúng rồi. Nó đi lượn vậy đó ha. Bởi gì? Nó ôm luôn cái này, chú nó ôm. Dạ. Tràn qua hai bên. Cây này mà mình bẻ thành phẩm mà trái nó vàng vàng một cái đẹp dữ lắm nha cô chú anh chị. Rồi quay vòng nữa giúp em anh. Dạ chị. Dạ. Cây bát quái anh ha. Bát quái, dạ. Rồi. Cây này độc lạ quá chú. Có cái điểm nhấn là cái cục bú đó đó. Cây này thì nói chung là mình hên lắm mới kiếm đường cây nghe cô chú anh chị. Dạ. Độc đáo. Rộng chữ C. Dạ. Dách thì chèn bẹt luôn. Rồi 7 triệu anh ha. Dạ 7 triệu mới ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi đổi giúp em luôn. Chỗ nào chưa rõ liên hệ Zalo cho anh Chí nha quý cô chú. Có gì anh gửi lời cho mình thêm. Rồi cái là cây có mã số là 26 nghe cô chú anh chị. Rồi. Cây này nặng quá mình không lên được anh ha. Không lên nổi anh. Cây này rồi anh cứ ấy đi em. Dạ. Đi một vòng cho quý cô chú xem. Cây này là cây nguyệt quế nu nghe cô chú anh chị. Nguyệt quế nu. Dạ. Đây những đặc điểm nu nó nè cô chú. Đây, nu nó là cái gì? Nó giống như mai châu thủy nu vậy anh ha. Dạ. Bắt đầu nó nổi cục tròn xe chân. Ngay đây có một cục là rất bự luôn nè. Và những cái cục nhỏ nè anh ha. Đúng rồi. Nói chung nó chảy đều hết trơn luôn. Nu đều mình luôn nghe quý vị. Cái này thì nó đang lên ha. Đế thì vip luôn cô chú ơi. Đế rất là đẹp. Dạ, đế bài. Đế nó cấm vậy nè. Rồi, đo chiều cao giúp em anh chứ ơi. Rồi. Chiều cao của nó xuống tới đây là nó được là 80 nghe cô chú anh chị. Dạ. 80. Cao chỉ 80 anh ha. Dạ. Hoành thân nghe cô chú anh chị. Hoành thân là em đo ngay cái vị trí này ha, là nó được là 56 nghe cô chú anh chị. Dạ. 56. 56. Còn cái đường kính bầu nha. Này là đế tới đâu bầu tới đó nghe cô chú anh chị. Đường kính bầu của nó là nó được là 68 ha. Dạ. Đế xè đều hết trơn anh ha. Dạ. Rất là khéo của chú ha. Bộ đế. Rồi nu. Nu đều mình hết trơn anh ha. Dạ, nhánh lớn nhánh nhỏ thì cũng là đều có nu hết trơn. Đều có nu hết. Cái dòng nu nó mới ra nu hay sao anh chứ? Đúng rồi. Cái... Nếu mà không phải là dòng nu thì nó không có ha. Cái dòng nu nó ra nu với lại cái loại cây này. Cái cây này nó già dữ lắm già. Chứ đi tròn vòng cho mình xem. Cây này nó mấy chục năm mà. Dạ. Rồi, ảnh cắt vậy thôi. Về mình bonsai thì mình sẽ cắt lại tùy thích theo ý mình, hiểu chưa?
Dạ rồi, cây này nếu mà giao lưu thì giá nhiêu đây anh chị? Cây mã số 26, cây người Quế này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 7 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. 7 triệu rưỡi. Là em bao ship toàn quốc ha. Anh em mình thí dụ như gần ở em thì em sẽ giảm phí ship cho anh em mình ha. Tại vì ví dụ cây này em ship ra tới Bắc thì tiền ship nó cũng hơi cao. Rất là già quá chú ơi, bộ đế rất đẹp luôn. Đế người Quế mà đế vậy là rất là ok. Như đế mai sắp cho anh ha. Dạ, cây này nó nặng là trên 100 kg nha quý vị. Dài đế đồ này nọ nó chè bè ra nhìn nó lực lắm quý vị ha. Dạ. Rồi đế lót đế gì cũng có hết chứ. Đặc biệt là nu. Đây, những cái cục nu đó nè. Già nu. Dạ. Rồi, giá là nhiêu nhắc lại giúp em luôn. 7 triệu rưỡi anh. 7 triệu rưỡi. Dạ. Bao ship 300 cây. Bao ship toàn quốc ạ. À. Ở toàn quốc luôn anh ha. Dạ dạ. Rồi tiếp tục giúp em luôn. Thế là cây có mã số là 27 nghe cô chú chị. 27. 27 cũng là cây nguyệt quế luôn nghe cô chú anh chị. Dạ. Cây này cũng là một lô với cây bên kia nghe quý vị. Nó cũng nu đều mình luôn ha. Nguyệt quế nu luôn, đế vip luôn anh ha. Đế vip luôn. Cây này thì quý cô chú anh chị nào nếu mà tay nghề mình cao quá về mình sắp lại mình có thể bỏ một hai ghế là nó ra cái bộ đế bài rất đẹp nghe cô chú anh chị. Nó quá trời đế luôn nè. Dạ. Này dư đế luôn. Dư đế. Nhiều cây thì thiếu đế nhưng mà đối với cây này là dư đế. Chẳng hạn như mấy cọng này mình có thể bỏ được nè. Dạ. Mấy cọng treo này nè. Cây này ở dưới đế. Nó vẫn có. Rồi nó dính đây nè. Dạ. Nhiều cây này là nó hồi đó là nó nằm trong chậu lâu 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 năm nghe quý vị. Nhiều năm rồi người ta mới xuống dưới đất. Nó dạ. Mới được bộ đế gì nghe quý vị. Rồi đo giúp em luôn. Chiều rồi. Cao như này. Chiều cao nghe cô chú anh chị. Cây này cây bài nghe quý vị. Chiều cao của nó là nó được là 39 ha. 39. Vành thân ngay vị trí này nghe cô chú anh chị. Đây là nó được là 52 nghe quý vị. Dạ, đây 52. Nu này nè quý vị, nu cứng ngắt ha, nu dạ. Nhiều cục. Đường kính bầu của nó nghe quý vị. Ngày bầu tới đâu đế tới đó nghe quý vị. Bầu nó là được 80 nghe quý vị. Rồi, sổ đế luôn đi anh, chắc tầm hai mấy á. Dạ. Đây cái đây là nó được là 3 34 cái gì ơi. 435 luôn ha cô chú. Dạ. Cây thì chỉ có mặt cắt chân cành thôi anh hả, chứ không có một đũa gì chứ không? Đúng rồi, không có một đũa gì nghe cô chú anh chị. Đây là chỉ có thẻo đầu cành thôi. Để mấy cọng treo treo thừa thừa này mình có thể cắt bỏ luôn cũng được không? Dạ. Nó có đầy đủ hết. Rồi. Nhìn bên đây thì nó ra cái giọng lắc anh ha. Dạ đúng rồi, nó có cái giọng lắc này. Cành 1. Cành 1, cành phong, cành 3 đầy đủ nha cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Cây này ra cây bonsai đại cũng khá to ha cô chú ha. Và đặc biệt bộ đế ha, đế quỳ quế mà cái này là rất ok. Nu, nói chung là cây già, nu. Rồi, giá luôn anh chị ơi. Rồi cây mã số 27 cây quỳ quế này em xin giao lưu giá là 7 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Cũng 7 triệu rưỡi luôn anh ha. Dạ. Yeah. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ, bao ship toàn quốc luôn. Cái bầu này nặng khoảng nhiêu ký anh chứ? Cái này cái bầu này nặng là trên 120 ký anh. Trên 120 ký. Dạ. Quý chú thấy cũng biết ha, cái bầu dày, nặng. Bộ đế chắc gạch kiểu này thì mình rất là trồng rất là yên tâm anh ha. Dạ. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. Rồi, tiếp tục là cái mã số 28 nghe của chú anh chị. 28 là một cây ổi ha. Tại chỗ luôn anh ha. Dạ. Cái ổi thành phẩm nghe cô chú anh chị. Ổi này là ổi gì đây anh chị? Ổi này là ổi ổi hình như ổi siêu xốp hay vậy đó. Dạ. Dáng bài bài phóng phóng vậy đó ha. Dạ. Đây, đường thân ở đây cô chú ơi. Cây này nhìn cũng thoáng cho nên mình quan sát kỹ giúp con ha. Hai cái ổi này là em bán một cặp nghe cô chú anh chị. Chơi một cặp anh ha. Dạ, một cặp. Cặp rồi giờ em bao ship là 300 km nghe cô chú anh chị, tại cái tàn nó quá khứ rồi. Trái nè quý cô chú, trái rồi mình bó lại mình ăn, mình sử dụng trái mình ăn trái. Dạ. Cái này ăn không gầy cũng mấy được trái kìa. Rồi, đo giúp em luôn anh chị ơi. Rồi. Cái chiều cao xuống tới cái miệng chậu nó là nó được là 80 nghe cô chú anh chị. Dạ. Còn cái chiều dài của nó ha. Tới đây là nó được 1 m. Chiều dài của nó là được là 1m6 nghe cô chú anh chị. Dạ 1m6. Dài 1m6, thân ngang của nó là nó được là 70 ha. Dạ, 70. Rồi, chơi hoàn thân luôn đi. Rồi, hoàn thân luôn nghe cô chú anh chị.
Cây cũng già cây lắm quý chú, da đỏ ao luôn. Cây này nó thường chậu lâu năm mà nghe quý vị. Mình thân nghe được 41 nghe quý chú anh chị. Dạ. 41. Cái cành này anh đo hảo quý vị tham khảo nha. Cái cành này là nó 28 ha. Dạ. Cái cành bay của nó. Bay nó ra đây vậy nè quý chú. Bay nó được là 20 nghe quý vị. Dạ. 20. 4 xa xa thì mình lấy xa xa, còn muốn gần gần thì mình ngắn lại cũng được quý chú ha. Dạ. Cái này tùy. Thì theo ý mình nghe quý chú anh chị. Cây thì đang cho trái rất là nhiều luôn. Mỗi một cái bọc này là một trái đó anh ha. Đúng rồi, mỗi bọc một trái. Cái này em chưa bầu hết nghe, vậy nó còn ngoài nhiều nữa nè. Đế thì đây, thượng chậu lâu năm anh ha. Đúng rồi, thượng chậu lâu năm mà. Nó cũng thay 2-3 cái chậu gì đó. Rồi, giá luôn anh chị ơi. Rồi để em quay cây kế tiếp em báo giá luôn nghe cô chú anh chị. Cây một cặp anh ha. Dạ, cây mã số 29 nghe cô chú anh chị. Cũng là một cây ổi luôn ha. Cây rồi. Này thì nó có cái dáng rất nghệ thuật nghe cô chú anh chị. Dáng giống như cái con thú nằm vậy đó. Thú anh ha. Dạ. À cái này nguyên một bệt ha. Dây dạ. Lùng lực nha cô chú. Dạ, nguyên một bệt. Như nguyên con thú nằm ngóc cái đầu lên. Ngoái cái đầu lại luôn. Dạ. Cây cũng thân chậu của chú. Bệ đế nè. Dây thì người ta vô siết luôn, chưa có tháo ra luôn. Dạ. Cũng đang ôm trái nhiều. Rồi, dạ. Đo giúp em luôn. Đo thông số nha cô chú anh chị. Cái tán của nó ha là nó được là 1m3 nha cô chú anh chị. Dạ. 1m3. Ngang của nó là nó được là 80 nha cô chú anh chị. Dạ. Còn cây này cái hoạch nó hơi khó đo nha cô chú anh chị. Đo hảo ha. Đo trên đi anh ơi. Dạ. Hình dung ở dưới thôi. Dạ, đây. Ngay đây ha cô chú anh chị. Là nó được là 40 ha. 40. Dạ. Anh đo cái chiều ngang của con thú, chiều dạ. Dài á, đúng không? Rồi, chiều dài của nó. Chiều dài của nó là nó được là 32 nha cô chú anh chị. Dạ. 32. Dạ. Đo cái đuôi nó ha. Có đuôi luôn. Có cái đuôi luôn. Đuôi này là được 17 nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Rồi. Dây siết lắm luôn à. Con dạ. Số điểm là tháo cấp tốc luôn mới được. Dạ. Rồi. Đây, một cây khế, ổ lộn một cây ổi. Dạ. Cái ổi này cũng cho trái nhiều nha cô chú anh chị. Già cây của chú ơi. Dạ. Già nó. Rồi cặp ổi này là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 10 triệu nha cô chú anh chị. Là em bao ship 300 km ha. 10 triệu anh ha. Dạ. Đây là một cây. Đây là một cây nữa anh ha. Dạ. Một cặp mình mới cho đi anh ha. Dạ đúng rồi. Tại vì cặp này em ship đi, em ship xe ngoài chứ tại cái tàn nó dài quá, đóng còn thôi nếu mà phải xa là phải đóng kiểu. Cái này thay hai cái chậu đẹp nữa của chú ơi, hai dạ. Chậu nhựa. Rồi, 10 triệu anh ha. Dạ. Rồi kế là cây mã số 30 là cây xanh Nam Điền nghe cô chú anh chị. Một cây xanh Nam Điền. Dạ, đúng rồi. Dạ, xanh Nam Điền. Mã mình coi như cái phôi đi anh ha, mình cắt lại phôi. Dạ, phôi. Đo tổng chiều cao của nó cô chú chị. Tới cái mặt cái đây là nó được là 1m2 ha. Cao 1m2. Hoành thân cái vị trí này nghe cô chú anh chị. Đây. Đây là nó được 72 nghe cô chú anh chị. Dạ, hoành thân 72. 72. Đo xuống đây chút cho quý vị tham khảo nha. Đây. Đây là nó được là 85 nghe quý vị. Dạ. 85. Rồi. Đường kính bầu luôn đi anh ơi. Cái này bầu tới đâu đế tới đó nha quý vị. Đường kính bầu của nó là nó được là 66 nha cô chú anh chị. Dạ, yeah. 66. Dán trực anh ha, dách yeah, chữ A chẹt yeah. Ra nha nè. Dốt cái ngọn lên, có số chân cành ta nuôi chơi sẵn. Dạ, yeah, có chơi sẵn. Rồi để em đi qua đây. Cũng khá liên lạc anh chứ ha. Dạ đúng rồi, khá liên lạc. Xanh Nam Điền. Dạ rồi, cái này giá sao đây anh? Dạ, cái xanh Nam Điền mã số 30 em xin giao lưu là giá 5 triệu là bao ship toàn quốc nghe của chú anh chị. 5 triệu anh ha. Dạ. Rồi. Đây. Đây, để chọn dòng cho chú xem cái heo chú. 5 triệu. Rồi, tiếp tục anh ơi. Rồi, tiếp tục là cây cuối clip là cây mã số 31 nha cô chú anh chị. Một cây gì mà độc đáo đây anh? Cây này là cây cây nổ nghe cô chú anh chị, nổ đồng tiền. Dạ, nổ đồng tiền. Nổ đồng tiền. Rất là độc đáo của chú, cây rất là già luôn anh hả? Cây này là nói chung là em cũng không biết nó là bao nhiêu năm luôn, nó dữ lắm, nó già nghe quý vị. Dạ. Cây này là nói chung là hiếm lắm mới có cây bự nghe quý vị.
Thường là em thấy cây này nó mọc hoang nhưng mà cây nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, bằng cùm tay là nó to lắm rồi đó anh ha. Đúng mà rồi. Cây cỡ này thì khó mà kiếm luôn. Khó mà kiếm lắm. Cây này dữ lắm, già. Nó già, nó nu nằng ra nhìn nó cổ lắm luôn. Xù nè, nổ đồng tiền. Cây này trái cũng đẹp lắm em. Trái nó nè của chú. Cây này thì mọc rừng nữa nè, cây rất nhiều. Cây này cũng là cái cây này, cây thuốc nam đó nghe quý vị. Thuốc nam luôn anh ha. Dạ, cái tên của nó trong sách cũng đẹp lắm đó. Quá đúng. Trời nó già anh ha. Dạ. Nó già, cây lên nu, lên xù, lên bú. Dữ lắm, nó rất già. Rất là to. Dạ. Rồi chiều cao là bao nhiêu đây anh? Rồi để em đo. Hảo hảo giúp em đi. Hảo cái chiều cao nó kiểu gì? Đây là nó một thước dây. Tầm khoảng mét mét 7 mét 8 đây anh ha. Đúng rồi, mình tính khoảng mét 7 mét 8 đi. Dạ. Ở trên đây thì nói chung nó có mấy cái thẹo mà xử lý rồi nghe cô chú anh chị. Dạ. Đặc biệt là cái thân nó, mình đi hướng nào mình nhìn thấy nó những cái cục nu bú ra chứ chú ơi. Rồi mình đo hoành thân giúp em luôn đi. Cái rễ mà cũng nu luôn nghe quý vị. Rễ nu luôn hả? Rễ dạ. Tới đây luôn anh hả? Đúng rồi, nó ép chậu rồi, nó quá bó sát cái chậu luôn. Cái cây này già cổ dữ lắm rồi cô chú. Hoành thân ở vị trí này nó 1 mét nghe cô chú anh chị. Dạ. 1 mét với là chỗ nở nha, cũng đo xích lên trên cho quý vị tham khảo nha. Đây ngay chỗ này là nó được là 83 nghe cô chú anh chị. Dạ, 83. À, 83. Quá trời luôn chú ơi. Nè, cục lên. Dài lên ha, những cái cục bú. Cây này thực sự là ít có thấy cây lớn của chú. Đây là cũng là lần đầu tiên con quay cái cây nổ mà nó to cỡ này. Cây nổ nhỏ nhỏ thì có quay. Nó rất dễ sống nha quý vị. Ví dụ mình bầu ngay đây một cây cũng vẫn được. Bầu mình chơi cây bonsai còn ở trên, chơi khúc trên cũng được. Trái thì nó treo rất là nhiều anh ha. Dạ. Trái bây giờ nó chưa chín, nó chín nó đỏ đỏ đúng không anh? Đúng rồi. Chín trái, nó đỏ đỏ đen đen. Trái rất đẹp. Nu bú ha. À, đây, dưới nè. À, để tạo được những cái điểm này là không phải đơn giản của chú à. Phải qua rất là nhiều mà thời gian, mất rất nhiều thời gian mới lên được những cái cục nu bú này. Nhưng mà nó muốn qua đá luôn nghe quý vị. Quá thạch luôn anh ha. Yeah. Rồi, vừa nu vừa xù, vừa bú. Rồi, đứng xa xa ra cho mình xem ha. Rồi, cây này giao lưu giá nhiêu đây anh ơi? Rồi, cây mã số 31. Cây nổ đồng tiền này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 12 triệu nghe cô chú anh chị. 12 triệu. 12 triệu là em bao ship 300 km nghe cô chú anh chị. Dạ. Yeah. Chơi cây độc lạ luôn anh ha. Dạ. Ít có mà ta thấy ở đâu lắm nha cô chú. Cây này là hàng độc nha cô chú anh chị. Hàng độc. Dạ. Hàng khác biệt đó cô chú ơi. Dạ. 12 triệu anh ha, cũng triệu. Là cây cú liếp ha. Dạ, cây cú liếp. Cây này cũng là cú liếp. Em cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ cho em ạ. Em chúc cho cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Em lúc làm clip có điều chi sai sót mong quý cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua cho em ha. Cảm ơn cô chú anh chị ạ. Dạ rồi, mưa luôn quý cô chú ơi. Dạ. Con cũng kết thúc đây ha cô chú. Hẹn gặp lại quý chú anh chị trong những clip tiếp theo. Quý chú yêu mến xin mời ủng hộ cho anh Chí ha, cũng như đăng ký kênh ủng hộ kênh. Con chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.